kiểu vừa bóc ra là thấy mùi thơm rồi. Bóc ra thêm một tí chanh, thêm một tí sinh tố lô mạch. Lên một cái đấy nhá, lên một cái ngọt, ngọt ngọt vừa đúng không? Đúng rồi. Riêng đối với Quang Linh Food là ngọt vừa nha, không kiểu như là kiểu bị ngọt khái đâu. Đấy. Mà cái vị là chua cay mặn, không có chua nha. Gì nhỉ? Cay mặn ngọt, cay mặn ngọt nó vừa phải. Cái miếng bò nó rất là mềm. Chị nào mà đang điềng răng như Lộc ấy, ăn thoải mái. Em điềng răng mà. Em điềng được gần 1 năm rồi. Răng hôm nay là răng tháo niềng. Điềng răng ăn thoải mái luôn. Chưa còn mấy thuốc nữa. Chưa được Lôi ơi. Cứ ăn đi, Ăn được. Ăn thoải mái mà. Cứ ăn đấy có ấy. Không, đang review sản phẩm ngon mà. Cái này kiểu bò rất là mềm ấy. Thế chưa? Rồi bắn đi, bắn đi. Đi ra. Nghe cái bún. Yeah. Bố Lôi đứng ở đây này. Hết chưa? Lên chưa? Lên đi. Ừ, lên chưa? 200 500g hôm nay chỉ còn 350k nữa. 350k mọi người lúc nào? 350k giảm lên là 498k. 498k mà đây còn 350k nữa rồi. Lên chưa? Lên. Chết rồi, khô gà lúc này là bán là quả kho luôn rồi. Quả kho à? Chết rồi. Được ngày mai mà không kịp là mai thịt gà sớm đấy, mai dậy thịt gà sớm, 4 giờ dậy thịt, yên tâm, 4 giờ dậy thịt gà nhá, 4 giờ dậy thịt gà, yên tâm nhá, có hàng cho mọi người. 2 giờ đi lấy gà về, 2 giờ đi mua gà rồi, không tí lai xong đi lấy gà luôn, tí lai xong đi lấy gà. Đấy chưa, còn mấy suất đây nhỉ? Hết gà, hết gà, hết gà để bán. Lúc này mà 2 giờ suất à? Má tí luôn, ăn cả miếng luôn. Còn 120 suất nữa nhá, 120 suất. Nhà đối diện nên bảo mấy thằng này ấm ấy, bọn lái tím ấy, chắc là bọn lái tím ấy. À, mấy mình hôm kia đi qua chả nói nổi cái người bên kia. mấy thằng à, cái ngõ này là đi từ đầu ngõ vào là. Ê, cái này mềm ấy. Đi, thằng với thằng mua, các mua đi cái gì mà mua ấy nhỉ? Hôm mình ngồi đây nhỉ? Ông này kia. Nhanh tay mà vào lút mua. Sao ê, bây giờ mà mọi người lên 15k mắt xem á. Đúng, 15 rồi đấy không? Không, đã được đâu. 14,6. Ờ, rồi như nào? Tả tim. Nói nhanh, lên 15 rồi kìa. Sẽ cho tầm 50 suất bò 250g. Thôi chị ơi, Đức Anh đang bảo chị thôi à? Chị đừng buồn quá. 14.000 người. 14.000 người đấy. Không thể rồi. Không mấy trăm người trong mình đâu. Nãy giờ em thấy Đức Anh không. Xe đi. Không chơi. Ôi 15k rồi. 15k rồi kìa. Thôi 15k. Hello.